Quà Tết vì người nghèo của ông Lê Xuân Cường tri ân quán và những người bạn đã dành cho hộ nghèo thị trấn Chủ trong suốt thời gian qua. Ban tổ chức xin trân trọng kính mời ông Bạch Quang Hào, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân lên thay mặt lãnh đạo địa phương có bó hoa tươi thắm thay lời cảm ơn. Xin trân trọng kính mời ông Lê Xuân Cường tri ân quán và những người bạn lên nhận hoa. Anh cảm ơn lên bó bê bó hoa cho anh. Vâng, xin mời ông Phạm Quang Hưng đề nghị chúng ta chúc mừng ạ. Từ chú ơi, xong chú từ xong cháu khi chụp ảnh hai người này xong cho mẹ mời tất cả lên. Chưa thấy con này. Chụp riêng hai người ạ. Cho họ ông Cường đại diện được rồi. Xin kính mời toàn thể quý vị đại biểu chúng ta lên chụp ảnh lưu niệm cùng với cả câu lạc bộ tri ân quán và những người bạn.